Lại kiện tôi không mẹ nên dừng lại ba. Không nên ảo tỏa sao bao nhiêu năm chung sống bà con lại có thể biết mẹ một bí mật lớn tới như vậy. Cười nào, cam tâm con trai à, tìm mẹ cười nào, cười nào. Mỗi khi nhìn thấy cô mọi chuyện đã quá trễ, nhưng mẹ biết sớm hơn có thể sẽ không sao. Bây giờ mẹ thấy bất lực lắm con trai ạ. Những ngày tháng sau này làm sao đây? Cười đi. Con hãy mạnh mẽ đi. Mẹ tin là mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Nhưng con cần phải thay đổi suy nghĩ đó. Chấp nhận sự thật mẹ không phải là mẹ của con đi. Con không cần phải coi mẹ là mẹ đâu xin. Bây giờ trái tim của con